Bất động sản Phan Hảo Bình Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Đối diện mình là bệnh viện Bà Rịa nha. Thì khu này là khu biệt thự Barimax nha quý anh chị. Barimax Hòa Long nha. Thì hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền đường nhựa vỉa hè nha quý anh chị. Đường nhựa vỉa hè mình thì khoảng tầm 17m nha quý anh chị. Cách trung tâm thành phố Bà Rịa là tầm khoảng 3 km, cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 90 km nha quý anh chị. Thì lô đất biệt thự của mình là với diện tích là mặt tiền đường nhựa vỉa hè nha. Lô đất của mình là ngang 13, sâu là 23 nha quý anh chị, full thổ cư luôn. Thì cái lô biệt thự này lúc trước là chủ kêu giá là 4 tỷ 6 nha quý anh chị. Nhưng mà hôm nay là riêng lô này là chủ đăng ngọc hạ kịch sa, giá còn chỉ có 2 tỷ 9 thôi nha quý anh chị. Quý anh chị mà thích lô biệt thự nhà vườn này thì liên hệ liền cho em, rất thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha quý anh chị. Tại vì ngang 13, sâu 23, full thổ cư nha. Là tổng diện tích thì cũng tầm trên 300 mét vuông nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ liền cho em theo số hotline trên màn hình nha, 0906779152. Thì hướng này mình ra qua hướng lộ 2. Hướng lộ 2 nha quý anh chị. Rẽ trái là về chợ Hòa Long, rẽ phải là về chợ Long Điền. Mình là ở trung tâm luôn nha quý anh chị. Đi lên thành phố Bà Rịa cũng gần, 3 cây thôi. Đây lên bệnh viện Bà Rịa thì tầm 1 cây số thôi nha quý anh chị, chưa tới thôi nha. Đường nhựa bằng cờ thông tứ hướng hết nha quý anh chị. Rồi quý anh chị nào thích lô biệt thự này thì liên hệ liền cho em nha. Mặt tiền đường nhựa vỉa hè. Ngang 13, sâu 23, full thổ cư. Giá 2 tỷ 9. Rồi, bây giờ em sẽ quay cái sổ và sổ quy hoạch cho quý anh chị xem luôn nha. Cửa sổ bên đây nha quý anh chị, cửa đất số là 921 này, tờ bản đồ 45, địa chỉ là lô B, khu biệt thự Barimax nha quý anh chị, thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa nha. Tổng diện tích là 299 nha, nhưng mà thực tế là hơn 300 nha quý anh chị. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, đất thời hạn lâu dài nha, full thổ cư nha quý anh chị. Đây, lô đất mình lô này, hướng tây nha quý anh chị, hướng tây nha. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem đây. Lô đất mình ngang 13, sâu 23 nha, phủ hồng hết cho quý anh chị, mặt tiền đường nhựa nha. Rồi quý anh chị mà quan tâm lô biệt thự này liên hệ lại với em nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, đừng quên cho em một like và đăng ký kênh quý anh chị.